Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà bị bỏ hoang quý chị và các bạn. Thì ngôi nhà bị bỏ hoang này lâu rồi mình không có đến đây. Thì hôm nay mình được một ông anh cũng như là anh đó trước kia mình có ghi hình lên kênh lớn của mình là Hiệp Vlog TV á, là thường thường mình muốn đến cái ngôi nhà của ông chú ở đây thì mình gửi xe đó, có cũng như là anh có bán vé đó quý anh chị và cô chú. Rồi mình đến đây nhiều lần rồi, mình và anh cũng như là có một cái tình cảm và mình có cho số điện thoại của anh. Rồi bắt đầu mình cũng giữ điện thoại của anh luôn để mỗi khi có đám tiệc á, để anh mời mình quý anh chị và cô chú. Thì hôm nay mình được ông anh gọi mình đến đây cũng như là ghi hình về cái việc ngôi nhà bị bỏ hoang này. Gần đây nó có một cái vụ việc mới cũng như là liên quan đến tâm linh các bạn. Thì hôm nay mình đang ở nhà, cái tự nhiên anh gọi mình. Mình tính chắc có thể là anh gọi mình để mời mình đám tiệc hay là sao đây. Tại vì anh cũng có hai ba đứa con gái, mình đón chắc có thể là anh gả con gái đó các bạn. Nhưng mà anh nói không phải, tại vì trước kia mình có đi một đám rồi nhưng mà bây giờ còn một đứa út nữa. Thì anh nói kêu cũng như là anh điện anh kêu mình lên đây cũng như là ghé ghi hình ngôi nhà của ông chú ở đây. Gần đây là có một người kiểu như họ vô gia cư á, họ không có chỗ ở. Thì mình được biết á, là một người phụ nữ họ đi bán vé số các bạn. Ở đây khó cái dừa, nãy giờ mình ngồi ở đây mình cũng ngán, nhiều khi gió rồi bắt đầu nó thổi xuống nó sập cái báo nữa. Thì anh nói là cô gái bán vé số đó mất cách này khoảng cỡ 3 tuần thôi chứ không có lâu. Đó, cũng như là cô vào đây cô ở tá túc được cỡ một tháng rồi. Nhưng mà có một đêm đó cô ngủ không có dậy luôn các bạn. Cũng như là 2-3 ngày sau á, 3 ngày sau nó bốc lên cái mùi hôi hôi á, khó chịu lắm. Rồi những người mà họ đi chăn bò đi ngang đây nè, rồi họ nghe cái mùi nó lạ lạ rồi họ vào là họ mới thấy là tá quả luôn, là mới biết cô gái đó bị vậy, bị mất ở trong ngôi nhà của ông chú này. Thì theo mình được biết á, ngôi nhà của ông chú này á, mấy ai mà ngủ ở đây rồi qua đêm là sẽ bỏ mạng các bạn. Tại vì trước kia là ông chú bị mất về cái việc mà bị tai nạn giao thông, lúc đó là mình cũng có kể sơ sơ, mình kể thật ở trên kênh lớn các bạn. Còn hôm nay thì mình kể sơ sơ cho quý anh chị xem, cũng như là quý anh chị nào mà mới vào xem kênh của mình á, hay là cô chú nào mới xem kênh của mình á, thì mình sẽ nhắc lại. Còn nếu mà các bạn nào và cô chú nào chưa có cũng như là nghe câu chuyện này rồi thì mình có thể lướt qua cái khúc này ha. Thì ông chủ nhà này là trước kia ông ở đây rất là giàu có quý anh chị và cô chú. Thì có một hôm, cách này cũng khoảng cỡ mười mấy năm về trước, ông chú chạy xe ở ngoài đường. Gì vậy? Gì ta? Mình nghe tiếng em bé kêu, mẹ ơi mẹ. Gần ở đây là không có cái ngôi nhà nào ở gần các bạn. Mà làm sao mình nghe cái tiếng mẹ 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 mẹ, lạ nha. Không lẽ cô gái này lúc mất đã bị hư thai ta, rồi con của họ kêu họ các bạn. Thì có một hôm ông chú chạy xe ngoài đường cũng ở gần ngôi nhà của ông thôi, cách ngôi nhà của ông không xa gì mấy, khoảng cỡ 3 cây số. Thì ông đang chạy cái vô tình một chàng thanh niên cũng như là chạy đối diện với ông này nè, rồi chàng thanh niên đó đâm
ông tử vong. Thì người nhà mới phát hiện cũng như là đem ông đi cấp cứu rồi. Rồi cấp cứu người ta mới trả về, người ta nói ông đã mất rồi, đem về nhà này làm đám tang. Thì chàng thanh niên đó là thợ lái xe cuốc, rồi cũng có năn nỉ gia đình để bồi thường cho ông, nhưng mà vụ việc đó nó có liên quan đến tòa, rồi gia đình của ông chú cũng không có, và gia đình của ông chú cũng khá không có tham gia về cái việc tòa luôn. Rồi gia đình của thanh niên mà chạy xe cuốc á có hỗ trợ tiền cho gia đình ông chú, nhưng mà gia đình ông chú giàu khá, thành ra gia đình ông chú không có nhận đồng nào luôn các bạn. Thì thời gian sau không biết cái lý do gì, chàng thanh niên mà đụng ông chú á, là không quá 3 tháng sau là ngủ một đêm không dậy luôn, mất luôn đó. Rồi sau này gia đình của ông chú bán cái ngôi nhà này cho người khác. Thì từ ngày hôm đó cho đến ngày hôm nay là khoảng cỡ 7 năm rồi. Thì chủ này là họ có mướn một thanh niên kiểu như là giữ. Rồi chàng thanh niên đó đã ngủ cục không dậy luôn các bạn. Thì bên kia có ông chú đang dò mình các bạn. Thì ok, mình tiến hành vào cái ngôi nhà của ông chú các bạn. Lâu quá trời mình không có đến, mình nói chung hôm nay đến đây cảm thấy nó quá trời, nó sập ở chân luôn các bạn ơi. Ở đây mình nghe nói rắn lục đuôi đỏ có rất là nhiều luôn các bạn. Gì vậy ta? Tự nhiên tàu vừa sọc sẹt sọc sẹt. Cửa đồ sập hết. Trước kia cửa này còn nhúc nhích được các bạn, nhưng mà hôm nay thì xong, rụi hết. Nhà mà không ở thì chắc chắn nó mau bị hư. Nhưng mà mình cảm thấy ngôi nhà sau của ông chú rất là kỳ lạ. Tuy là mái lá nó đã tóc hết rồi, nhưng mà bây giờ nó có nhiều cái dây leo cũng như là dây dép á, nó đều phủ lên giống như thay thế lợp nhà ha. Còn đường núi dầu ăn đã lâu năm rồi mà vẫn còn nguyên luôn các bạn. Hũ này là hũ đường hay gì ta? Trời ơi, hũ bột ngọt các bạn. Còn nguyên luôn nè. Lạ thật ha. Bột ngọt hay đường ta? Chắc đường quá. Cả chục mà mấy năm rồi mà còn nguyên các bạn. Xe mình đậu ngoài đó luôn. Theo mình nghĩ đây cũng an toàn, không sao. Tre, đòn tay nó gãy nó chẻ xuống luôn các bạn ơi. Rõ ràng là hồi nãy mình nghe một tiếng em bé kêu mẹ mà ta. Cái bàn cổ này các bạn, bàn này kêu bằng thời bảo đại. Cây trứng cá mà nó mọc vào trong nhà luôn rồi, hôm nay mình mới phát hiện chứ quá trời luôn rồi các bạn.
để mình khảo sát ngay vị trí nào mà cô gái sống ở đây khoảng một tháng rồi bắt đầu bị mất các bạn. Ồ, nhà sau còn. Mà mình tính đâu sập rồi chứ còn nóc các bạn. Nhưng mà đòn tay kèo thì nó gãy rồi. Kỳ lạ vậy ta. Quý anh chị và cô chú nghe nha, giùm mình nha. Tiếng động này á là ở trong cái ngôi nhà này phát ra các bạn. Nó cái gì ghê vậy ta? Lá dừa của ông chủ nhà ngày xưa ông còn sống á, ông phòng thủ để nấu cơm này các bạn. Ây da, mũi á, mũi dữ mũi luôn các bạn ơi, dữ lắm mũi luôn. Không lẽ cô gái cô vô gia cư ngữ đi ta. Tiếng động quá trời tiếng động luôn. Các bạn nghe giùm mình nha. Hình như là có một tiếng nấu nào ở bên ngoài nó dần dần kiểu như nó họ nói cái gì các bạn, nhưng mà mình cảm thấy ở đây đâu có nhà của ai đâu. Ngày xưa ông còn sống á, những cái cửa mà nó sách của ông á dạ, sơn toàn bị hư hết các bạn. Ôi, anh chuẩn bị rượu luôn các bạn. Mới đụng một xíu luôn. Chuẩn bị đi luôn rồi. Cửa não thì vẫn còn, nhưng mà nó bị mục cỡ 70% các bạn. Mối mọt á, đang tiêu tan hết. Còn cửa này thì bị xúc bản lề nó cũng sầm luôn. Toàn thì gió tóc bay mất. Ôi cha, gì lạ vậy? Quý anh chị và cô chú nghe giùm mình nha. Rõ ràng là ở trong nhà tắm này á có một cái điều gì đó nó mang đến tâm linh mà kêu bằng rùng rợn luôn các bạn. Giống như có ai đang tắm luôn á. Cả nhà nghe không? Ở bên đây thì theo mình đoán đó, chắc có một cái nhà tắm các bạn. Nhưng mà nhà của ông chú ở đây á là đã bỏ hoang rất là lâu năm rồi. Chắc chắn điện nước
nó cũng bị cắt rồi, làm sao mà có ai tắm ở trong nhà của ông ta? Và ông chú đây làm đòn dông bằng xi măng luôn các bạn, rất là dễ dàng ha. Ở bên trong là thay thế đòn dông bằng xi măng bê tông luôn. Căn phòng này mình cảm thấy chắc có thể là mưa tạt vào các bạn. Hồi nãy tôi có nghe một tiếng giống như ai tống vậy đó. Nếu mà ở trong phòng này có vong hồn nào thì hãy hiện hữu giùm tôi ha. Hoàn toàn là mình không thấy ai tắm nó nhúc nhích gì hết các bạn, nhưng mà hồi nãy nghe cái tiếng rất là kỳ lạ ha, giống như mình vào nhà tắm mình tắm vậy đó ông bà cô chú. Cái phòng này là phòng thay đồ hay sao chứ đâu phải phòng tắm, nhưng mà mình nghe cái cảm giác giống như ai tắm vậy các bạn. Đó. Gì vậy ta? Lạ thật quý vị và cô chú. Ở trên đòn tay đó mình cảm thấy có một cái điều gì đó nó bí ẩn. Nó có một cục ở đó ha. Tổ ong thì không phải tổ ong. Nó giống như cái con ốc ma mà đu trên đó các bạn. Nhưng mà ở trên cao làm sao mà có con ốc ma nó đu nó dính hết trảnh được. Lạ chưa? Tổ chim thì cũng không phải luôn cả nhà. Quý anh chị và cô chú biết cái hiện tượng đó là cái gì thì nhớ để lại cho mình một cái comment để cho mình hiểu ha. Đó. Quý anh chị và cô chú có nghe cái tiếng kiểu như to lầm sọc sẹt không? Còn những cái thứ gì đó nó mang đến tâm linh lộn cổng luôn. Lũng cổng lãng cản là nãy giờ là riêng nữa. Nó ở đây á, họ chứa lát là cũng như là ở kế bên đây có một ông chú. Thấy ngôi nhà của ông bị bỏ hoang, cũng như là chủ trước họ mua rồi họ nhờ ông chú đây trông nhờ, rồi tiện đây ông chú thấy trống rồi ông chú mới chất lát vào các bạn. Mà lát này là mình nghe nói năm nay bà con cũng khó mà bán nữa đó. Nó khổ vậy mà bị thương lái ép giá luôn bà cô chú.
Ở đây có lư hương nè, chắc có thể là lâu lâu cũng có người đến đây họ cúng kiến nè ông bà cô chú. Họ đốt thuốc cho ông luôn ha. Rất tiếc hôm nay mình hết thuốc hút các bạn. Nếu còn mình sẽ đốt cho một điếu ha. Trời trời. Ôi má ơi, người ta cúng đây quá trời các bạn. Đó là ba cây nhang họ ghim vào một cái bánh gì đó ha. Còn bên đây thì họ cúng chắc có thể là chuối hay sao đó các bạn. Cái này chuối mà tới bị phân hủy hết luôn ha. Còn bên đây thì mình thấy có một chú rắn mối hy sinh tại ngôi nhà của ông chú đây luôn các bạn. Những cái tiếng mà lập cập á là mình không còn nghe nữa quý anh chị và các bạn. Nhưng mà bây giờ mình nghe được một cái tiếng giống như ai cào lá nghe xào xạc vậy nè. Ngôi nhà này chỉ có nhà sau mới có lá thôi ông bà cô chú. Còn nhà trước là hoàn toàn không có lá, chỉ có tường rồi nóc bằng tôn thôi. Rồi nếu mà ở nói chung là vong hồn cô gái gần đây còn ở đây thì cô hãy xuất hiện đi ha. Nhà này nhiều phòng lắm các bạn, nếu mà mình đi giáp hết là không thể nào, còn hai ba phòng bên kia nữa. Sao kỳ vậy ta, dách xào xạc vậy đó. Chắc chắn cô gái vô dự cư đi bán giấy số không có chỗ ở, vào đây nghỉ các bạn, ngay chỗ cái giường này chúng đâu hết. Tại vì ngôi nhà của ông chú này mình cảm thấy đâu có chỗ nào mà nghỉ được đâu, chỉ có cái giường này thôi. Kỳ lạ thật ha. Cái tiếng mà nó làm lục cục là mình vào cái ngôi nhà bị bỏ hoang này là mình nghe từ đầu mùa đến cuối mùa các bạn. Nhưng mà bây giờ thì không còn nghe nữa ha. Như trời. Đó, đó. Cửa này nó dướng cái gì rồi các bạn, mà nó mục hết trơn luôn rồi, nó rượu hết rồi. Để mình ghi hình vào trong coi có thấy gì hay không ha. Mình nghe cái tiếng giống như có ai bước chân hay là thò cái tay ở trên cái nóc nhà nghe xào xạc ông bà cô chú và các bạn. Ở gần ngôi nhà của ông chú đây là hoàn toàn không có cái cây nào mà nó ve vào được hết các bạn. Ôi má ơi, mình thấy cái ống gì ta, nó đu đưa luôn các bạn. Sao đồ hay sao vậy?
Có ai không mà đu đưa dữ vậy ta? Ghê trời. Ngôi nhà này chắc chắn ngày xưa ông chủ nhà có rất là nhiều tiền mới làm được ngôi nhà này các bạn. Ngôi nhà này kiến trúc kiểu như cổ thì nó không có cổ, nhưng mà giàu có gì lắm mới làm nổi. Nền là ông làm bằng gạch bông nè. Nó còn cái phòng này là phòng gì, nhưng mà không biết nó có quan trọng gì hay không mà họ phá cứng nhắc các bạn. Không thấy gì đâu. Đó, cái bóng đèn ở đây là đốt tối ngày sáng đêm luôn các bạn. Nói chung là người mà giữ nhà này á là họ ngại về cái việc mỗi buổi chiều qua nó đốt đèn, là lý do ông chú ở gần bên đây á, ông cai quản ngôi nhà này là ông ngại về cái việc tối qua đốt, cũng như là ông sợ ma đó. Trước kia là ông đã từng bị ông chú chủ nhà ở đây cho ông thấy rồi, thấy bóng đen các bạn, thành ra ông ngại về cái việc đó. Ông cứ đốt đèn ở đây vậy đó 24/24 rồi. Cái người mà họ mua cái miếng đất này và cái ngôi nhà này á, là lâu lâu họ xuống họ trả tiền điện đó. Ngược lại thì ông chú đốt bóng đèn á là hưởng được cái việc chứa lát ở trong ngôi nhà này vậy đó. Đó, quý anh chị và cô chú xem nè, ngôi nhà này đâu phải làm ít tiền đâu. Mình nhìn bên ngoài vào là mình tưởng tượng ở đó là giống như có một cái gác lửng, không bà cô chú? Để mình vào mình xem thử ngôi nhà này phía bên trong. Chắc có thể là ngày xưa ông chú chủ nhà này tính làm một cái gác lửng ở trên này các bạn. Đâu đây nè. Đúng rồi. Chắc có thể là ông tính làm một cái gác lửng từ ở bên đây nè. Đi qua bên đó ha. Nhưng mà ông chú mất rồi, con cháu bán cho chủ sau, rồi bắt đầu họ mới xây lại các bạn. Họ làm một cái phòng chứa đồ ở trong này rất là kiên cố đó. Như vậy là ông chú cất cái ngôi nhà này lên, ông chưa làm cái gác này nữa là ông đã mất rồi. Nó nhìn thấy rõ ràng luôn. Gì ta? Tiếng rền, tiếng rền. Thì ở đây có vong hồn nào thì hãy hiện hình đi. Giết còn đáng mối các bạn. Tự nhiên mình mới vừa nói vậy cái chú rắn mối
chạy ra là mình hết hồn hết vía chưa. Kỳ lạ thật, hồi nãy á là nghe tiếng em bé kêu mẹ ơi mẹ ơi, mà bây giờ thì nghe tiếng rên, lạ vậy chứ. Thì hôm nay mình đến đây mục đích của mình là xem thử coi có vong linh nào xuất hiện hay không. Tại vì mình nghe nói có một cô bán vé số, cô đã mất ở trong cái ngôi nhà bị bó quan này. Nhưng mà hôm nay mình đến đây là mình chỉ nghe cái tiếng rên rỉ vậy thôi. Còn cái tiếng khóc đó là mình không biết là cô gái bán vé số đó hay là vong hồn nào các bạn. Mình nghe nói cô gái bán vé số đó khoảng cỡ 19 tuổi. Vậy thôi mình tranh thủ đi về các bạn. Giờ này cũng trưa, đi kiếm cái gì lót dạ. Rồi, cảm ơn quý anh chị và cảm ơn cô chú đã xem video, ủng hộ video mình nha. Bye bye cả nhà.